Chào các bạn, trong video này thì mình sẽ làm một cái bài so sánh hai cái chiếc camera hành trình đầu bảng của hãng 70 Mile và DDPI ở cái phân khúc có màn hình, các bạn nhớ nhé, có màn hình. Đấy là A810 của 70 Mile và Z50 của DDPI. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu so sánh. Vâng, đầu tiên thì chúng ta sẽ so sánh ở cái mức giá nhé. Thì các bạn chú ý là với cái chiếc cam A810 hay là Z50 ấy, thì nó đều có cái phiên bản lựa chọn là cam trước hoặc là cam sau, hoặc là full cam trước và cam sau. Thì cái mức giá của hai cái sản phẩm này thì nó chênh nhau cỡ khoảng 1,5 triệu. Nghĩa là A810 thì đắt hơn so với cái Z50 khoảng 1,5 triệu cho tới 2 triệu. Cái này thì tùy nhà bán hàng. Khi mà nhìn vào cái mức giá chênh như vậy mà làm so sánh cái Z50 với cái A810 thì hơi thiệt thòi cho Z50, đúng không? Thế nhưng mà cũng có rất là nhiều bạn lăn tăn là thế thì liệu bỏ thêm bằng đó tiền thì chọn A810 có được không, hay là Z50 cũng đủ rồi. Chính vì vậy mình mới làm cái bài so sánh này. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ tới cái phần thiết kế của hai cái chiếc cam này. Thì đây, thiết kế của hai chiếc cam thì các bạn nhìn thấy đây. Với cái chiếc A810 thì chúng ta có một cái thiết kế màn hình 3 inch rất là đẹp. Thiết kế hơi to rộng nha các bạn nha. Thế nhưng mà nó vẫn bám vào kính lái, vì vậy cái mức độ cản tầm nhìn của nó không lớn đâu. Còn với cái chiếc Z50 thì cái kích thước nó nhỏ hơn. Và nếu như bảo có vướng mắt hay là cản tầm nhìn hay không thì rõ ràng là với cái kích thước nhỏ hơn như thế này và bám sát lên kính lái ấy, thì nó sẽ cản tầm nhìn ít hơn so với cái chiếc A810. Thế nhưng mà các bạn phải chú ý là với cái thiết kế màn hình 3 inch của chiếc A810 sẽ cho chúng ta một cái mức độ hiển thị rất là đẹp. Đặc biệt là còn tỷ lệ màn 16:9 nữa nhá, nên là nhìn rất là chuẩn chỉnh. Còn bên chiếc Z50 ấy, thì nó lại có một cái tỷ lệ màn hình 2:4 nhưng mà màn hình vuông. Thế nên là hiển thị một số những cái khung hình nó cũng không được gọn gàng cho lắm. Và cái phần chất lượng hiển thị của hai cái màn hình này cũng khác nhau. Ở trên A810 thì hiển thị trên cái màn hình này đẹp, phải nói cực kỳ đẹp luôn, chứ không giống như Z50. Z50 thì kém hơn khá nhiều. Nói thêm một chút xíu nữa về cái phần thiết kế để các bạn sẽ nhìn thấy nhé. Cả hai cái chiếc cam nó đều thiết kế bám vào cái kính lái để hạn chế cản tầm nhìn. Thế nhưng mà cái độ nghiêng ấy thì nó khác nhau. Cái độ nghiêng của Z50 thì nó nhiều hơn so với cái A810. Và chính vì cái độ nghiêng này nó sẽ tác động tới cái vấn đề quan sát của chúng ta. Ví dụ như này, A810 mình ngồi lái như thế này mình vẫn có thể nhìn rõ được hình ảnh. Và không phải ngồi lái mà đang đỗ xe, đúng không? Các bạn muốn điều khiển như thế này là mình nhìn rất là rõ, không còn phải phức tạp gì cả. Thế nhưng mà với cái Z50 ấy, thì cái độ nghiêng của nó hơi sâu. Nếu như mà các bạn ngồi ở cái tư thế lái như thế này, các bạn nhìn vào cái màn hình ấy, chúng ta hơi khó nhìn. Để mà nhìn được tốt thì các bạn sẽ phải có một cái góc nghiêng như thế này. Đây, đấy, các bạn thấy không? Mỗi một lần điều khiển mình sẽ phải như thế này, sau đó bấm nút. Cái này thì nó hơi khó chịu một chút, tất nhiên là hơi khó chịu một chút thôi, chứ không phải là quá khó chịu. Rồi, còn tiếp đến có một cái chi tiết nhỏ nhỏ nữa cũng khiến cho cái chiếc Z50 sẽ hơi kém hơn cái chiếc 70 Mile một chút xíu. Như mình đã giới thiệu cái video về kinh nghiệm lắp cam hành trình ấy, thì khi lắp cam các bạn nên lắp ở giữa, chính giữa cái kính lái để ghi hình đều bên trái và bên phải. Thế nhưng mà chiếc Z50 ấy thì nó sẽ có một cái điểm dở là cái phần chân cắm nguồn này này, nó ở phía bên trên. Với các cái loại xe thế hệ mới bây giờ thì cái phần chân gương này nó rất là sâu, mà chúng ta cắm nguồn ở phía trên này thì các bạn khi lắp cam ấy thì các bạn sẽ phải tạo ra một cái khoảng cách so với cái chân gương này, nó tầm phải 2 cm đấy, để chúng ta có thể cắm dây nguồn được vào, đúng không? Thế như vậy thì nó vô tình lại làm chúng ta cản tầm nhìn khá nhiều nếu như với những cái chiếc xe mà có cái phần chân gương sâu. Còn đương nhiên với những cái chiếc xe mà chân gương không sâu thì không vấn đề gì, đúng không? Thế nhưng mà A810 thì cái phần chân cắm nguồn hay là chân cam sau ấy nó lại ở phía bên này. Đấy, nên chả ảnh hưởng gì cả. Đây, ví dụ như mình lắp đây nhé, mình lắp sát luôn vào cái chân gương này thì như vậy nó cũng sẽ đỡ cản tầm nhìn đi rất là nhiều, cho dù là cái kích thước của cái chiếc A810 nó to hơn so với cái chiếc Z50. Rồi, tiếp đến thì bây giờ mình sẽ tới cái phần quan trọng nhất của một chiếc cam hành trình, đấy là cái chất lượng ghi hình. Mình sẽ ghi hình đồng thời hai cái chiếc cam này ở các cái điều kiện ánh sáng tốt, ánh sáng buổi tối có đèn đường và ánh sáng buổi tối không có đèn đường, để cho các bạn tham khảo nhé. Thì trước khi nói về cái chất lượng ghi hình thì đương nhiên chúng ta sẽ phải tìm hiểu cái thông số kỹ thuật đã, chứ nếu không biết các thông số kỹ thuật thì biết như thế nào mà so sánh, đúng không? Thì các bạn chú ý cả hai cái chiếc cam này sẽ đều có hỗ trợ độ phân giải là 4K, nhưng
A810 thì sẽ có HDR, các bạn nhớ nhá. A810 thì sẽ có HDR và A810 sẽ sử dụng cảm biến ảnh của Sony phiên bản mới nhất, đấy là IMX678. Trong khi đấy thì cái chiếc Z50 sẽ sử dụng cái cảm biến ảnh của Sony với cái mã là IMX415, nghĩa là thế hệ trước. Đấy, các bạn nhớ hai cái này nó sẽ tạo ra một cái sự khác biệt về cái chất lượng ghi hình đấy. Ngoài ra thì cái chiếc A810 có cái góc nhìn rộng là 150 độ, còn cái chiếc Z50 thì chúng ta sẽ chỉ có cái góc nhìn là 140 độ thôi. Ok, bây giờ thì mình sẽ đi vào cái chất lượng ghi hình ban ngày trước để cho các bạn xem nhá. Ở cái chất lượng ban ngày này thì các bạn sẽ nhìn thấy hai cái sản phẩm nó có tạo ra một cái sự khác biệt về màu sắc đúng không? Cái độ chi tiết này, cái độ chi tiết thì rất là chi tiết, thế nhưng mà cái màu sắc ấy thì nó sẽ khác nhau. Ở trên cái A810 thì các bạn thấy là cái phần màu sắc nó tái tạo tốt hơn, chúng ta nhìn thấy cái cây nó màu xanh hơn, nhìn nó đẹp hơn. Còn ở trên Z40 thì cái màu xanh của cây lá cây ấy thì nó sẽ tối hơn, đậm màu hơn. Nói chung là cái hình ảnh ở trên chiếc A810 cho chúng ta cảm giác đẹp mắt hơn. Còn mức độ chi tiết thì mình thấy ở đây mình soi rất là chi tiết, mình zoom hẳn lên thì mình có thể đánh giá là như thế này. Nếu như nói về cái độ chi tiết ấy, thì chiếc A810 chỉ có nhỉnh hơn một tí thôi. Nếu như chúng ta đánh giá cái mức độ chi tiết của A810 là 10 thì cái Z50 nó sẽ phải là 9,5. Rồi bây giờ thì mình sẽ tới cái chất lượng ghi hình buổi tối có đèn đường nhá. Đây các bạn nhìn thấy với hai cái hình ảnh này thì nó có một chút xíu sự khác biệt. Và bình thường nếu như các bạn nhìn như thế này thì các bạn sẽ thấy ồ, nó cũng không khác biệt nhiều lắm. Ok, thế coi như là nó giống nhau, thế nhưng mà chưa chắc giống nhau đâu. Bây giờ thì chúng ta sẽ nhìn cái tình huống này, mình sẽ chụp và zoom cho các bạn xem đấy. Ở phía trước là một cái đèn LED quảng cáo, thì với Z50 các bạn nhìn thấy là chúng ta đã không nhìn rõ chi tiết. Còn với cái chiếc A810 thì chúng ta đã nhìn thấy hình ảnh ở trên cái biển quảng cáo rồi. Đấy, chỉ cần nhìn được cái điểm này thôi để chúng ta đã biết được cái chất lượng ghi hình của chiếc A810 đang tốt hơn so với cái chiếc Z50 rồi. Ok, và bây giờ thì mình sẽ đi tới cái chất lượng ghi hình buổi tối không có đèn đường để cho các bạn xem. Thì buổi tối không có đèn đường thì cả hai cái như mình nhìn thế này thì cũng thể hiện khá là tốt đúng không? Kể cả bây giờ mình tắt cái đèn xe đi đây, các bạn sẽ thấy nói chung là ở cái điều kiện này thì nhìn cũng na ná như nhau thôi. Nếu như các bạn mà nhìn ở cái khung nhỏ ấy, thì các bạn sẽ thấy hình như là cái chiếc Z50 nó sáng hơn một chút thì phải. Thế nhưng mà khi mà chúng ta zoom to lên thì các bạn sẽ thấy là cái chiếc A810 ấy, cảm giác nó trong hơn và cái mức độ chi tiết nó tốt hơn. Vâng, và đấy là cái phần chất lượng ghi hình, một cái yếu tố rất quan trọng để so sánh hai cái chiếc cam này. Bây giờ thì mình sẽ so sánh thêm một chút về cái công nghệ ở trên hai cái chiếc cam này nhá. Ở trên Z50 thì có một cái công nghệ điểm nhấn, đấy là nó sẽ có tích hợp bộ nhớ trong là 4GB. Trong một số những tình huống mà chẳng may các bạn bị hỏng cái bộ nhớ ngoài thì chúng ta có thể sử dụng cái bộ nhớ trong để ghi lại được một cái khoảng thời gian nhất định. Rất hay đúng không? Thế nhưng mà hiện tại thì Z50 nó vẫn đang sử dụng hoàn toàn là tiếng Anh ở trên cái phần cam. Có phần tiếng Việt ở trên ứng dụng nhưng mà trên phần cam ấy đều vẫn đang là tiếng Anh. Và cái menu của nó thì cũng hơi khó điều khiển một chút xíu. Thế nhưng mà ở trên chiếc A810 ấy thì hiện tại chúng ta đã có full tiếng Việt rồi. Nghĩa là cái phần menu ở trên chiếc cam A810 đều là tiếng Việt. Và kể cả cái phần cảnh báo phát ra từ cái chiếc cam cũng là tiếng Việt. Ngoài ra thì có những cái tính năng như hỗ trợ lái xe an toàn này, hỗ trợ đỗ xe an toàn này thì cả hai cái chiếc cam đều có. Ngoài ra thì còn thêm một số những cái chi tiết khác nữa nhưng mà không ảnh hưởng nhiều lắm tới cái vận hành của cam. Ok, như vậy thì mình đã so sánh xong hai cái chiếc camera hành trình 70mm A810 và DigiPi Z50. Và lựa chọn cái sản phẩm nào thì tùy các bạn thôi. Khi mà các bạn lựa chọn một cái chiếc Z50 thì chúng ta sẽ có một cái chất lượng ghi hình phải nói là rất đẹp nếu như mà so sánh với những cái chiếc cam hành trình khác phổ thông hiện nay ở trên thị trường. Còn trên chiếc A810 thì nó lại còn có một cái chất lượng ghi hình đẹp hơn nữa so với cái chiếc Z50. Nhưng mà nó cũng có một cái điểm trừ là nó đắt hơn cái Z50 kha khá. Nếu như mà bạn nào không quan trọng về tài chính lắm, chúng ta muốn có một chiếc cam hành trình chất lượng ghi hình tốt này rồi có tiếng Việt full luôn thì các bạn lựa chọn A810 nhá. Còn nếu như mà các bạn dự chi cái mức độ tài chính nó thấp hơn thì Z50 hoàn toàn đáp ứng tốt cho các bạn sử dụng và hơn rất nhiều những cái dòng cam khác ở trên thị trường hiện nay. Rồi, và nếu như các bạn có nhu cầu về hai cái sản phẩm này thì các bạn chú ý dưới phần mô tả, mình sẽ để lại cái link mua hàng cho các bạn tham khảo. Chắc chắn với các bạn ở đấy sẽ có một cái mức giá cực kỳ cạnh tranh so với mặt bằng chung của thị trường hiện nay. Rồi, và video đến đây là kết thúc.
Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.